chất đồi. Như con rác đêm đang xanh mồi, đêm đang ta say đến muôn đời. Ở mình quay qua ta chăm mồi, anh em tương tác ở chất đồi. Như con rác đêm đang xanh mồi, đêm đang ta say đến muôn đời. Ở mình quay qua ta chăm mồi. Có thể chỉ tiếc, có thể chỉ biết, nói lại nhà miết. Đừng có nghĩ tiếp, đêm mình tự viết, đừng lưỡng lưỡng miết. Đêm nay anh em ta trên cao, to sao tao khác của riêng mình. Có thanh niềm đau được quên màu, yêu rằng mọi thứ do duyên tình. Ngồi lại cùng nhau bên ngọn lửa vẫn đang cháy. Chỉ có khó khăn là anh em vẫn nơi này. Mang theo đam mê của tiêu chi lên trang giấy. Anh em buồn đau chỉ để có con hơi này. Đi qua bao nhiêu khó khăn tao vẫn như vậy. Vẫn cứ mãi nuôi đam mê đi qua bao ngày. Anh em tồn tại có chết đôi. Như con rác đêm đang xanh mồi. Đêm đang ta say đến cuối đời. Hôm mình quên quên ta chăm mồi. Anh em tồn tại có chết đôi. Như con rác đêm đang xanh mồi. Đêm nay ta say đến cuối đời. Hôm mình quên quên ta chăm mồi. Anh em đêm nay trên cao. Xung quanh có cây ho lát. Có đầy đủ cái loại vitamin. Cam kết sỏi chỉ bán Eco K. Ta rời xa vốn thầy xe ho. Rời xa luôn sự đố kỵ quên ta. Chắc có lẽ ta phải đục thêm tí lửa để giữ ấm bây giờ canh ba. Thổi đời chéo lời tao tận trong lời bày tỏ ra sự đánh mạng. Và tao biết ranh giới của miền đời luôn gieo rắc vị chưa thanh mà. Nên nó thôi là không cần quan tâm tới mà lời lăng văm từ năm này tới năm khác. Lũ chính luôn là lũ cuối đầu. Thời gian thích hợp thì sẽ được canh tác. Ta gạt bỏ hết mọi công việc, chỉ đổi duy nhất cho một lần banh phát. Nên cứ cho đi khi còn có thể. Về công việc gì làm cái gì được tha. Luôn chill in theo một cách cho nó thật mượt mà. Chờ cho hôm môi kề bên phải tao lên câu được nè. Ê, có thể bầu bồn mà đang cháy. Xây như mọi thứ lên trên giấy. Có thể thì ngồi bàn việc riêng. Với những hợp đồng giống là kiếm thêm đồng tiền. Ai cũng có những giống mộng riêng. Nhưng ta đến đây sẽ nói không bên lòng quyền. Chỉ muốn sống đời mình đơn giản như thần tiên. Thử sống chậm lại rồi mày cũng sẽ dần riêng. Ra em ơi quân trong mình sương mờ. Cố gắng để mà vươn xa như cách tụi ta vươn cơ. Đôi lúc mới tắt hãy nhìn lại trong cụ anh em và đang thương chờ. Ta cũng chỉ là hạt giống mà thường để mang xuống để mà nương nhờ.